Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của D Review, smartphone 5G rẻ nhất của Samsung. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc smartphone này trong video ngày hôm nay, và cụ thể thì nó có tên là Galaxy A42 5G. Đây sẽ là mẫu smartphone 5G giá rẻ nhất của Samsung, được kỳ vọng mang đến doanh số bán hàng khủng cho các khổng lồ công nghệ Hàn Quốc. Vậy thì mẫu smartphone này có gì thú vị thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo những chiếc smartphone đến từ Samsung tại di động thông minh thì các bạn cũng có thể click vào bên dưới phần mô tả của video này nhé. Vào tháng 10 vừa qua thì Samsung đã chính thức xác nhận về lịch trình phát hành của chiếc Galaxy A42 5G. Ngay lập tức thì nó đã gây sốt với mức giá phải chăng, bởi vì đây sẽ là một mẫu smartphone 5G giá rẻ nhất của Samsung. Chiếc smartphone này có màn hình Super AMOLED 6.6 inch khá lớn để các bạn làm việc, giải trí, tha hồ chơi game, xem phim. Nhưng mà độ phân giải chỉ dừng lại ở HD cộng mà thôi. Điều này thì làm mình hơi buồn một chút, bởi vì là dù sao smartphone 5G giá rẻ của Samsung mức giá cũng sẽ dừng là 349 bảng Anh, tương đương là 10,54 triệu đồng. Nó thực sự nếu mà so với chiếc Galaxy A51 5G lúc ra mắt thì cũng rẻ hơn tận 2,42 triệu đồng. Nhưng mà các bạn nghĩ xem, hơn 10 triệu mà chúng ta lại chỉ có màn hình HD cộng mà thôi, khá là buồn đúng không? Nhưng mà bù lại thì vẫn sẽ có cái cảm biến vân tay xịn sò dưới màn hình nữa. Và màn hình trên Galaxy A42 thì vẫn là thiết kế giọt nước đi kèm với camera selfie 20MP. Về camera thì Samsung tiếp tục chứng minh truyền thống ấn tượng về camera và các dòng sản phẩm tầm trung của mình. Cam selfie thì có độ phân giải là 20MP hoặc độ 2.2. Trong khi ở mặt sau thì chúng ta sẽ có thiết lập cụm 4 camera hình vuông, bao gồm một ống kính chính 48MP, một camera góc sâu rộng 8MP, một camera độ sâu 5MP và một camera macro 5MP. Và với cụm camera này thì các bạn sẽ tha hồ chụp chuyền nghệ thuật, chụp ảnh phong cảnh hay là nhóm bạn bè với chất lượng hình ảnh tương đối tốt, đậm chất Samsung với chi tiết ổn, màu sắc rực rỡ và rất là nịnh mắt. Còn cấu hình bên trong thì sao? Trước đây thì có tin đồn cho rằng Galaxy A42 sẽ được trang bị con chip Snapdragon 690, nhưng mới đây thì Google Play Console đã công bố thông tin rằng Galaxy A42 5G thì sẽ sử dụng chip Snapdragon 750G. Đây là một bộ vi xử lý tầm trung mới của Qualcomm. Tuy nhiên, Snapdragon 750G thì được đánh giá là có hiệu năng kém hơn một chút xíu so với Snapdragon 765G được trang bị trong những chiếc smartphone như Pixel 4a 5G hay là OnePlus Nord. Nhưng dù vậy thì con chip này vẫn dư sức phục vụ mượt mà trong các tác vụ hàng ngày, chơi game ở mức khá. Ngoài ra các bạn sẽ có thêm bộ nhớ RAM là 4 hoặc 8GB cùng dung lượng lưu trữ là 128GB và có thể mở rộng bằng thẻ nhớ microSD. Dung lượng pin 5000mAh thì có hẹn sẽ mang tới một cái thời lượng sử dụng trong cả ngày dài, cùng với sạc nhanh 15W thì sẽ giúp rút ngắn phần nào cái thời gian chờ sạc pin vào. Và cuối cùng thì máy sẽ được cài sẵn Android 10 cùng với One UI 2.1. Trên thực tế, Galaxy A42 sẽ là smartphone 5G rẻ nhất được Samsung cho ra lò, ít nhất là cho đến khi mà ông lớn Hàn Quốc phát hành phiên bản 5G thuộc dòng Galaxy A3X hoặc thậm chí là dòng Galaxy M chẳng hạn. Và những chiếc máy Galaxy A42 này thì sẽ phủ lên 3 lớp màu bóng bẩy với 3 phiên bản màu sắc khác nhau là Prime, Dark Black, White và màu Grey. Dù đã chi rất là đậm để phát triển các dòng smartphone 5G và cũng hiện là hãng đi đầu với số lượng thiết bị 5G, tuy nhiên ở phân khúc tầm trung, số lượng smartphone Samsung còn khá là nhiều hạn chế. Vì vậy mà Samsung rất là kỳ vọng vào chiếc Galaxy A42 5G này. Và tất nhiên thì những bạn nào là fan của Samsung thì chắc chắn cũng sẽ như vậy. Và các bạn thấy sao về chiếc smartphone 5G giá rẻ nhất của Samsung Galaxy A42? Thế cùng để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần luận của video này nhé. Và cùng chờ đợi một khoảng thời gian nữa khi mà chiếc máy này về tới Việt Nam thì chúng ta sẽ có một video chia tay sản phẩm đấy nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!